Bạn Thu Nga có hỏi: "Chị ơi, cho em hỏi tiền sản giật là gì thế ạ? Em thấy các mẹ bảo phải sàng lọc cái này, em chưa hiểu ạ. Ai mang bầu cũng phải khám cái này ạ?" Dạ vâng ạ, dạ chào chị Thảo Vân ạ, chào các bạn đang theo dõi chương trình và chào bạn Thu Nga. Về bệnh lý tiền sản giật thì có lẽ cái câu hỏi này là câu hỏi mà rất nhiều các thai phụ cũng đang thắc mắc. Thì bệnh lý tiền sản giật hiện nay là một bệnh lý liên quan đến thai kỳ, và bệnh lý này thì thường xuất hiện ở tuần thai sau 20 tuần và có thể xuất hiện đến 6 tuần sau sinh, với tỷ lệ xuất hiện tương đối cao của thai kỳ là chiếm khoảng 2 đến 5% tổng số thai kỳ. Và bệnh lý này thì hiện nay những cái triệu chứng đầu tiên chúng ta có thể thấy, tức là thai phụ sẽ có hiện tượng tăng huyết áp, sau đấy có thể thấy tình trạng phù, và khi các bạn đi xét nghiệm thì bác sĩ có thể thấy protein trong nước tiểu cũng như các cái rối loạn về các chức năng cơ quan khác. Và trước đây thì bệnh lý tiền sản giật này là không có biện pháp điều trị, và bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta đã có một cái xét nghiệm có thể sàng lọc được những người có nguy cao của bệnh lý này, và chính vì thế cho nên xét nghiệm này hiện nay hết sức quan trọng và thường được các bác sĩ chỉ định trong quý 1 của thai kỳ. Và hiện nay theo khuyến cáo thì tất cả các thai phụ khi mang bầu ở quý 1 của thai kỳ thì đều nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật này ạ. Như vậy thì ai cũng đều nên xét nghiệm hết đúng không ạ, để Dạ vâng khám ạ. để mình phòng tránh tất cả những nguy cơ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng. Vâng.